Mẹ là người 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 Cam, còn ba là người người Việt. À, ba ở tỉnh nào ta? Bí hả chị? À, thấy cái tay chị làm đều ghê á. Ồ, cái tay của chị quá hay ghê ta. Chuyên nghiệp chỉ có thể là múc một chút bột rưới lên cái miếng gỗ này, gỗ đúng không chị? Cái nào gỗ đâu, cái này là bằng gì? Ha sắt. Ui nóng, nóng lắm, nóng lắm. Ơi nó khô mà. Ui thì ta bằng sắt á. Dạ. Chị nói bằng sắt. Bằng sắt mà có khi nào mình để cái lâu lâu cái nó cháy không? Không cháy đâu, sắt nào cháy. Nóng lắm không chị? Ôi này là mình chỉ thấy là có cái bột ở trên tay thôi, mới không nói tay đó. Chị nghiệp không? Rất là đều luôn. Mỗi một ngày là chị làm bao nhiêu cái hả chị ha? Nhiều cái lắm. Chị là người Việt luôn hay là người người Campuchia? Em người Campuchia. Chị là người Campuchia. Campuchia mà nói tiếng Việt. Là Việt Nam. Là Việt Nam. Ôi trời ơi. Anh Hồ thấy là đơn giản ha, chỉ cần múc xong nhuyễn. Nhưng mà khó lắm. Hết bột rồi. Anh muốn lại vay đi nhắc sáng anh lời á. Em đẩy này xuống đây được không? Để được. Chị là người mang một cái dòng máu Việt Nam luôn đúng không? Ba em Việt Nam. Ba Việt Nam. Dạ. Chị làm nghề này được bao nhiêu năm rồi? Em mới lại làm cho bả khoảng tháng mấy rồi. Nhưng mà sao em thấy cái tay chị làm đều ghê á? Em lúc đó em muốn làm cái này. Làm bao nhiêu lâu mới thành thạo gì chị? Chị nói là ba chị là người Việt Nam á, thì ngoài ở ngoài Bắc hả? Chị có khi nào về lại Việt Nam không? Có, em đi 3 tháng. Đi cách đây 3 tháng rồi. Em đi chơi. À, thấy Việt Nam so với Campuchia là sao? Ở đẳng từ dưới. Nhưng mà chỗ nào có nhiều cảnh đẹp hơn? Việt Nam nhiều cảnh đẹp hơn. Thích nhất cái gì? Thích nhất cái gì về Việt Nam? Đà Lạt. Đà Nẵng. À, ở Campuchia mình là bãi biển gì ta? Công Sơn. À, thì bãi biển Công Sơn với bãi biển Vũng Tàu cái nào đẹp hơn? Đà Nẵng nữa, cái nào đẹp hơn? Đà Nẵng đẹp hơn. Muốn sống ở Việt Nam không? Muốn mà không có được ở Đà Nẵng. Không có được ở bạn. Chia không có giấy ở không có giấy ở đẳng, ở đẳng là ở Việt Nam á. Cái chị này là một cái người mang cái dòng máu Việt nhưng mà có giấy tờ thì chính gốc thì ở Việt Nam. Giấy tờ chính gốc ở Campuchia. Nên chị có qua Việt Nam một lần và cái cảm nhận của chị về Việt Nam là rất là đẹp. Thấy người Việt Nam giống người Campuchia không chị? Hả? Không giống hả? Khác nhau chỗ nào? Việt Nam đẹp hơn. Con trai Việt Nam đẹp không? Đẹp. Chị có gia đình chưa? Em có rồi mà em thôi à. Thôi rồi, bây giờ muốn lấy con trai Việt Nam không? Thôi. Sao vậy? Thôi. Sao hỏi? Có thằng kia giống à. Hả? Em chưa tin. Em chưa tin. Năm nay là chị nhiêu rồi? Em 28 rồi. Em 27, 28. 27, 28. Qua Việt Nam là cách đây mấy tháng rồi? Em đi từ lúc năm 2017. 2017. Vậy cách đây 5 năm rồi. Dạ. Bây giờ Việt Nam còn đẹp lắm. Đẹp ở đây.
đẹp mà có chị qua Việt Nam chị thích ăn món gì của Việt Nam nhất? Em không có biết nữa. Sao không biết? Kể nghe thử cái món mà chị về Việt Nam chị thường ăn nhất đi. Em quên rồi. Quên rồi. Mẹ là người 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 Cam, còn ba là người người Việt. Dạ. Ở dưới này là một cái lò điện như cô bác, lò than á, chị có thể dỡ ra cho em xem á. Cái này lò than. À. Chút nữa đi ăn. Ồ. Cái này bột bột gì vậy chị? Bột mì. Bột mì hả? Dạ. Muốn đi qua Việt Nam nữa không? Không có giấy tờ đi. Có bắt bo đi không chị? Có bắt bo đi được rồi. Bây giờ mở cửa rồi mà. Mở cửa mà bắt đầu đi. Tại vì bên ba em ở nhà. À, ba ở tỉnh nào ta? Em không có biết đâu mà em biết chưa được có 2 lúc mà. Ừ. Chạy hết rồi. Chạy hết rồi. Người Việt Nam. Nãy giờ mà đang nói chuyện là đang làm luôn á, cái tay cứ hoạt động liên tục à. Sợ khét. Có muốn nhắn nhủ lời nào với lại mấy mấy người Việt Nam không? Không. Anh này là người Cam hay người Việt? Anh Việt Nam hả? Anh ở đâu? Anh Vinh. Lấy ra bố. Ủa. Làm cái bánh này cũng cực, vất vả, nóng lắm, hầm lắm. Chị làm mấy giờ mới nghỉ? Em làm hồi nãy em nghỉ rồi. Tí xíu nữa nghỉ rồi. Này được gọi là bánh bò bía. Chị này nói con trai Việt Nam đẹp lắm. Dạ. Dạ có. Cái bánh mới lần đầu tiên biết được làm cái bánh bò bía như thế này luôn á. Này làm bằng tay. Dạ. Giờ ta làm bằng máy mà Việt Nam nó có làm bằng tay nó thử xem. Mà cái tay của chị cầm cái cục bột kìa. Rồi rồi trời. Khủng khiếp lắm, nhanh lắm. Ngon hơn hả chị? Nó ngon hơn, nó dai hơn. Có muốn nhắn lời nào đó với mấy chàng trai Việt Nam không? À, nó Việt Nam mình đẹp chị. Còn bên đây là chị chủ. Chị thì quê ở An Giang á, chị qua đây làm cũng mấy chục năm hả chị? Dạ. Ba mấy năm là chị làm cái nghề này thôi. À, làm cái nghề bò bía. Đây là cái cối xay bột á, xay bột mì. Thấy cái nghề cũng là lạ. Còn mấy bạn bên đây, mấy cô bên đây là người Việt hả chị? Người Việt không hả? À. Thường thì trả mỗi một ngày công là bao nhiêu tiền hả chị ha? Nói chung là làm nhiều thì ăn nhiều, làm ít thì ăn ít. Gói này ăn 100, lấy gì cũng 100 thì là 2.500, tính ra cũng mười mấy ngàn tiền gì đấy. Dạ. Khi có người một ngày gói một buổi từ 11 giờ mà gói tới tối, wow. Lấy cho cũng được hơn 1.000 cuốn. Hơn 1.000 cuốn, nhưng mà chị chỉ nhận người Việt thôi hay sao? Người Việt, người Campuchia gì cũng nhận hết trơn á. Dạ. Người nào vào xin làm là mình nhận à. Ủa sao mày đi đâu nữa rồi? Ủa? Không đi đâu nữa rồi? Thấy mấy ký bò bía không? 2 ký. Cô là người Việt Nam hả? Nam. Người Việt Nam. Cô ở đâu của Việt Nam? Ở An Phú mình. An Phú, An Giang. Dạ. Vậy là cùng quê với chị chủ thôi. Nhưng mà chị chủ thì ở Châu Đốc.
cô qua đây được lâu chưa cô? Lâu rồi, mấy 20 năm rồi. Cô qua đây là chỉ làm cái công việc này thôi hay sao? Ngày xưa cô bán gì? Bán đủ thứ chứ không bán gì được, có tiền là bán. Bán bánh, bán này kia. Cô có thường về quê không? Về hoài ấy mà hồi lúc dịch thì ăn mới về. Dạ. Về ở lâu không hay về rồi lên lại? Về cũng ở nửa tháng nha cô nhà. À. Sao cô không ở quê cô làm mà cô lên đây cô làm? Cha mẹ mất rồi lên đây sống. Sống ở trên này luôn, có giấy tờ này chưa cô? Có giấy cam luôn hả? Giấy dạng như giấy vàng, giấy thế thân hay là giấy quốc tịch cam? Giấy vàng mà nó thế thân mà. Dạ. Cô năm nay là bao nhiêu rồi? 14 tháng. Ừ, là con cái của cô sanh ra là trên này luôn. Sanh Việt Nam. Sanh ở tên trên này thì chi phí nó đắt đỏ hơn hả cô? Cái này xong là mình chiên lên. Cái vỏ, cái ở ngoài là bò bía. Mỗi ngày là cô gấu gói được bao nhiêu cái cô? Làm nhiều ăn nhiều là mất hết luôn. Gói được nhiều. Ngày cô gói được 1.000 một thiên không? 1.000 ngàn cái á? Hơn, gói cái chút 1.000 cũng hơn 2.000. Ồ, ghê. 2.000 thì cũng nhiều tiền lắm rồi. Tiền Việt thì chắc cũng cỡ là 400-500 ngàn hả cô? 200 ngoài. Đây có hai bạn nhỏ trẻ này gói nữa nè. Hai bạn này là con của cô hay sao? Ủa hai em là quê ở đâu? Em người Cam. Còn bạn bên đó? Người Miên luôn. Người Miên sao nói tiếng Việt gần vậy? Ở đây quen rồi. Đi học ở trường là mình học tiếng Campuchia luôn ha. Thích nói tiếng Việt không? Bình thường. Có nghĩa là ở đây là chị chủ nói là người dân họ thích ăn cái bánh mà làm bằng tay á. Mà quay cái cuộc sống của người Việt ở Cam thì cũng có nhiều cái lạ. Làm cái kiểu bánh kiểu này là lần đầu tiên em mới thấy á. Hôm trước có thấy một lần, nhưng mà lúc đó chị nghỉ rồi, đó. Cái chị là người Cam. Người Việt luôn. Em thấy ở cái vùng của mình là dân An Giang lên nhiều quá. Dạ. Có nghĩa là làm bên đây dễ kiếm tiền. Nhưng mà cái khó khăn nhất ở đây là gì chị? Nói chung chị thấy cũng có khó khăn gì cũng bình thường. Dạ. Yeah. Sống dễ sống hơn Việt Nam. Dễ sống hơn. Chị có tính bao giờ về Việt Nam không? Chị có nhà cửa Việt Nam mà chị chỉ đi qua đây làm ăn thôi. À. Vì vài tháng chị cũng về luôn. Này đất của nhà mình luôn hay mình thuê? Cái này chị thuê. Dạ. Yeah. Chị nhà chị ở Hồng Sinh. Dạ. Chị chỉ qua đây làm ăn thôi. Dạ. Nhưng mà em thấy cái giá trị đồng tiền ở đây làm dễ kiếm hơn ở Việt Nam. Có nghĩa là chị này làm chị qua đây để làm ăn thôi. Chứ không phải là chị qua đây chị sống luôn. Thì vài năm sau chắc gần về hưu chị sẽ về Việt Nam lại. Nên chị chắc có lẽ là chị không có nhớ về Việt Nam nhiều như những cái cô bác chú mà lớn tuổi mà bị kẹt ở đây. Em thấy là đi dọc đường thì trên cái tuyến đường này thấy nhiều cô bác không có giấy tờ về Việt Nam không được. Đúng rồi.
Dạ. Vậy là cái người ta đó giống như người ta sống sanh đẻ từ đây hồi nào tới giờ luôn, người ta đâu có giấy tờ Việt Nam. Dạ. Giống như chị thì chị ở hồi đó thì chị cũng sanh đẻ đây, nhưng mà chị về Việt Nam chị sống thì chị có giấy có tờ hết, chị đi qua đi lại bình thường. Dạ. Còn những người mà ta không có giấy Việt Nam là hồi đó rồi cha sanh mẹ đẻ người ta, ông bà ta đây từ hồi nào tới giờ luôn. À, bây giờ mình sẽ đi vòng vòng cho cô bác với anh chị xem cái xưởng làm bò bía của chị ha. Đây là cái có xay, còn bên đây là cái các chị này đang làm bánh nè. Lần đầu tiên trong đời mà thấy được cảnh này á. Đổ chứ không được nhiều. Mũi như 20 con cũng 5-6 kg. Dạ. Này làm tính ký hả chị? Ăn ký, còn bên kia thì làm ăn cái. Nhưng mà cái tay dẻo lắm mới làm được. Tại vì nếu như không cái tay mà không lắc lắc thì cái bột nó sẽ bị khô thì sao á. Tiêu liền chứ mới đâu có được. Em vô chắc cục bột nó rớt đất luôn á. Đúng rồi. Cái chị này chị cảm nhận là đất nước Việt Nam rất là đẹp. Chị sống ở đây với ở Việt Nam chị thấy chỗ nào lý tưởng hơn? Nói chung đất nước Việt Nam mình lúc nào cũng lý tưởng hơn đây. À. Đây tại nhiều khi với mình khó làm ăn, mình phải bắt buộc mình phải qua đây. Chứ Việt Nam lúc nào là sống cũng thoải mái. Sống bên này nó ngay đi cái nếu mà dính dáng về mình làm ăn bình thường thì nó cũng dễ dãi, nó không có khó khăn gì đâu. Nhưng mà đồng tiền bên đây thì nó dễ kiếm hơn bên Việt Nam. Chứ đi đâu sống chứ dễ gì bỏ quê hương của mình được. Ừ. Như bạn này qua Việt Nam, chị này qua Việt Nam nói Việt Nam mình đẹp. Đúng rồi. À. Mấy người cam đi qua Việt Nam là ta khoái đất nước Việt Nam mình lắm. Dạ hả? Ừ, đúng rồi, người nào cũng vậy, thích đất nước Việt Nam nữa. Dạ. Nhưng mấy chị này có thường về Việt Nam không? Đúng rồi, này cũng ở Việt Nam mà. Dạ. Thì cũng qua đây làm ăn thôi. Ừ. Như hai bạn nhỏ nhỏ nó có qua Việt Nam chưa chị? Cái đó chưa. Là nó sanh đẻ đây luôn. À. Nói chung là dù sao thì quê hương vẫn là cái nơi mà lý tưởng nhất. Còn trong nhà cất gốm, còn đối với những người mà lần đầu tiên như ở Campuchia á, qua Việt Nam thì thấy Việt Nam đẹp lắm. Đẹp. Dạ. Những người Campuchia đây người ta đi về Việt Nam nó thích lắm. Dạ. Ta đi du lịch này kia người ta cũng nói với mình là đất nước Việt Nam đẹp, sạch sẽ như là cái đó là lời nói của người cam đối với đất nước Việt Nam đó. Thì qua chuỗi video clip này thì Bùi Hùng muốn chia sẻ rằng là người cam sẽ nói gì về đất nước Việt Nam. Với lại về cái em nghĩ là về những cái y tế trường học đổ Việt Nam nó cũng hơn ở cam nhiều. Ở đây người ta mấy người cam chia bệnh là ta thích đi về Việt Nam trị bệnh hơn. Dạ. Thích đi về thành phố á. Dạ. Chi phí y tế nó rẻ hơn. Nó rẻ nhưng mà nó hay. Hay hơn. Rất là hay. Thông tin. Người Campuchia là người ta thích đi về Việt Nam lắm. Dạ. Ở đây cũng có mở bệnh viện Chợ Rẫy nữa nhưng mà ta không thích. Ta thích về Việt Nam mình. Tại như mấy tháng nay dịch bệnh này kia người ta cũng nhiều người ta cũng nói mong cho cái mở cửa khẩu mở qua lại bình thường, người ta đi về trị bệnh chứ. Có nghĩa là ở đây vẫn có một cái bệnh viện Chợ Rẫy ngay thủ đô và Phnom Penh này. Nhưng mà cái chi phí điều trị á thì nó rất là cao, và đặc biệt thì bác sĩ thì không có nghề thì không có giỏi giống như ở Việt Nam. Cái vụ đó thì chị không biết, chị cũng chưa từng có đó trị bệnh đó. Em cũng có nghe chị một thấy là dạ. Nó cũng không bằng Việt Nam mình. Dạ. Nên ở ngay chỗ bến xe miền Tây á có rất là nhiều những cái đoàn xe mà từ thủ đô Phnom Penh sang Việt Nam để mà điều trị bệnh. Họ điều trị tại ta đi về toàn là xe Khái Nam đi chữa bệnh không? Dạ. Nó nên vậy, đừng có bao giờ mà mình không yêu đất nước Việt Nam của mình. Dạ. Dạ. Rồi thôi, chắc có lẽ là chuỗi video clip này cũng khá là dài, chia sẻ về cái cuộc sống của người cam nhận định về đất nước Việt Nam cũng như là cuộc sống người Việt tại đất nước cam. Dạ. Thì nói đi đâu đi không bỏ được. Cứ nói gì chứ, nhiều khi bóng đá Việt Nam ở đây nghe những quán cà phê á, người ta Việt Nam mình coi cho mày lên cứng ngắc hết trơn. Việt Nam coi là mở lên.
Việt Nam bán là mở lên coi. Việt Nam tâm quán phê tâm mở đó, Việt Nam là lại coi là cứng nhắc luôn. Dạ. Yeah. Ta cũng yêu đất nước Việt Nam lắm, thì gần ta sống bên này nên ta cũng nhớ về đất nước của mình. À. Có người nhiều khi ta về không được, nhiều khi ta cũng muốn về một lần. Có người ta sống ở đây hồi nào tới giờ ta chưa từng biết Việt Nam, nhưng ta cũng muốn về một lần cho biết đất nước Việt Nam như thế nào. Nhưng mà người ta đi không được, không có giấy tờ đi không được. Rồi em cảm ơn chị hôm nay đã chia sẻ về cái cuộc sống của người Việt tại đất nước Campuchia, cũng như là người Campuchia sẽ nói gì về người Việt Nam. Rồi chào, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở chuỗi video clip sau ha. Dạ.